bắt gặp Jung Hae In qua lại với người nhà Jisoo, Blackpink. Bức ảnh Jung Hae In chụp cùng quản lý của Jisoo, Blackpink thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi dần dần khi chứng kiến bộ đôi Snowdrop Jung Hae In, Kim Jisoo cùng diện áo đôi, khoe visual tại buổi concert của nhóm nhạc đình đám Blackpink. Điều này khiến các thuyền viên yêu thích bộ phim này đứng ngồi không yên, tên tuổi cặp đôi cũng lọt hot search Weibo bảng giải trí. Mới đây, thêm một hình ảnh tại hậu trường buổi sự kiện lớn tiếp tục được dân tình truyền tay nhau và thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Theo đó, quản lý của nữ ca sĩ nổi tiếng Jisoo, Blackpink đã đăng tải bức hình anh chụp cùng nam diễn viên Jung Hae In lên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Ngay khi hình ảnh trên được lan truyền, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trên các diễn đàn. Trong đó, ngoài việc dành lời khen cho sự thân thiện của Hae In, netizen cảm thấy vô cùng thích thú khi chứng kiến anh chàng thân thiết với cả người nhà của bạn diễn mình. Jung Hae In thật sự rất hòa đồng thân thiện đó, một diễn viên có nhân cách tốt mà tôi vô cùng yêu thích. Trời ơi, đáng yêu quá vậy nè, thân với cả quản lý của chị nhà luôn. Anh quản lý của Jisoo đang chụp với em rể tương lai đó mọi người. Người gì đâu vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu hết mức. Tiếp tục đẩy thuyền cặp đôi Hae In, Jisoo thôi. Được biết, sau Snowdrop, Jisoo chưa nhận thêm kịch bản, phim mới dù bản thân mỹ nhân 9X từng giành được sự khen ngợi to lớn sau màn hợp tác cùng đàn anh Jung Hae In. Trong khi đó, Jung Hae In cũng dành thời gian để đóng D2 và tham gia một số sự kiện do thương hiệu gửi lời mời.